ngày 1 tháng 12 năm 2013, hơn 1.000 sinh viên đến từ 12 trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại nhà văn hóa thanh niên quận Nhất để tham gia ngày hội Một Thế Giới Cho Tất Cả do Trung tâm Khuyết Tật và Phát Triển DRD tổ chức. Một Thế Giới Cho Tất Cả là chuỗi các sự kiện mà DRD đã bền bỉ mang đến cộng đồng chung và đặc biệt là sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Với mong muốn, cộng đồng cùng chia sẻ những khó khăn mà người khuyết tật đang gặp phải, cũng như chung tay cải thiện môi trường để người khuyết tật có thể hòa nhập cộng đồng dễ dàng hơn. Thông điệp này của DRD cũng trùng với chủ đề Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật mùng 3 tháng 12 do Liên Hiệp Quốc phát động, đó là phá bỏ rào cản, hướng đến một thế giới cho tất cả. Đến với ngày hội, hàng trăm sinh viên từ 12 trường đại học cao đẳng đã tích cực tham gia các trò chơi đặt mình vào vị trí người khuyết tật. Nền cát, gạch đá và bậc thang chính là mô phỏng những rào cản thường ngày mà người khuyết tật vận động luôn gặp phải khi tham gia giao thông và các công trình. Khi tham gia vào chương trình trò chơi của những người khuyết tật thì em cảm thấy sự đi lại rất là khó khăn của những người khuyết tật rất là nặng nề, và nhờ có những trò chơi này mà chúng em biết được nỗi khó khăn của những người khuyết tật để vượt qua những khó khăn đó, thì em thấy là mọi người khuyết tật rất là có tinh thần phấn đấu rất là cao. Sau chương trình này thì em muốn gửi tới tất cả các bạn trên truyền hình hãy đều quan tâm đến những người khuyết tật hơn và sống cộng đồng hơn. Sau khi đã vượt qua các chướng ngại vật này, đích đến cuối cùng của các bạn là xe buýt tiếp cận phù hợp với người khuyết tật theo tiêu chuẩn quốc tế. Chiếc xe này do Hợp tác xã Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh tình nguyện mang đến ngày hội này của Trung tâm DRD để cộng đồng thấy và hiểu về một phương tiện giao thông phù hợp với người khuyết tật. Tôi là Nguyễn Văn Quý, vừa là quản lý xe, vừa là xã viên, vừa là tài xế luôn. Thì trong Hợp tác xã vận tải hành khách của Liên Hiệp Hợp tác xã thì 104 được 2 chiếc. Tôi muốn nhiều người khuyết tật dùng đến xe này để biết tới xe này nhiều hơn. Cũng tại ngày hội, sinh viên đã đưa ra những giải pháp để hạn chế hay xóa bỏ những rào cản để người khuyết tật hòa nhập dễ dàng hơn. Một khu triển lãm với các thông tin về các công trình và hoạt động phù hợp với người khuyết tật cũng được DRD tổ chức và nhận được sự quan tâm của các bạn trẻ. Sau này mình mong muốn là sẽ có một cái làn đường riêng hoặc là một cái gì hỗ trợ để vấn đề giao thông cho người khuyết tật. Rồi, còn về vấn đề nhà trường thì mình nghĩ là nếu mà nhà trường hỗ trợ cho những người khuyết tật, đó là có thể tăng thêm cơ sở vật chất. Về đó là khi mà sắp xếp lại cái lịch học để cho các người khuyết tật ở phía dưới học ở tầng dưới, không lên tầng quá cao để tiện cho đi lại, hoặc là tăng cơ sở vật chất lên là có thang máy di chuyển, hoặc là và thêm một điều nữa là tăng thêm các học bổng để hỗ trợ và khuyến khích các anh chị hoặc các người khuyết tật để càng ngày vươn lên trong học tập. Các công trình ở thành phố thì không tạo điều kiện cho người khuyết tật có thể được di chuyển bình thường, ví dụ như hành lang quá hẹp hay là bán vỉa hè hay là thang máy hoặc là những cái bậc để lên, là người khuyết tật vì những cái đó họ cũng không muốn đi ra ngoài đường. Thì cái vấn đề về làm sao để xóa bỏ cái hai chiều, thứ nhất là các công trình phải xây để cho người khuyết tật di chuyển, cái thứ hai là người khuyết tật cũng từ đó để ra ngoài đường. Bởi vì người khuyết tật là một trong những là một cộng đồng của chúng ta trong xã hội, mà khi họ có những cái năng lực mà không thể nào thể hiện được thì đó là một sự rất là đáng tiếc. Mà mọi người chúng ta thì ai cũng bình đẳng như nhau, thì tại sao chúng ta không tạo cơ hội cho cả những người khuyết tật? Ngày hội cũng là dịp trưng bày triển lãm 21 gian hàng giới thiệu các sản phẩm do người khuyết tật làm và kinh doanh hay các đơn vị hoạt động vì người khuyết tật. Chương trình này là tôi hy vọng rằng là mọi người có thể cùng chung tay để giúp đỡ người khuyết tật, làm sao cho người khuyết tật có thể tiếp cận được đến những cái nơi như là trường học để được đi học, hoặc là những nơi công viên công cộng, những nơi nhà sách là người khuyết tật có thể tiếp cận được những nơi đó, có thể tự đi đến những nơi đó và thực hiện những cái sinh hoạt mà mình muốn. Một lần nữa, thông điệp hãy cùng chung tay xây dựng một thế giới hòa nhập dành cho tất cả mọi người được thể hiện qua chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc,
biểu diễn bởi các nghệ sĩ khuyết tật và không khuyết tật như MC Thanh Bạch, Thủy Tiên, nhóm hát Đời Rất Đẹp. Đặc biệt, chính các bạn thanh niên khuyết tật đang sinh hoạt tại DAD cũng đã thực hiện một màn nhảy flap mob thật ấn tượng và sôi động, điều mà trước nay người ta vẫn nghĩ chỉ có người không khuyết tật mới làm được. Ngày hội đã thể hiện tinh thần mong muốn phá vỡ những rào cản để người khuyết tật phát huy năng lực bản thân, hòa nhập xã hội. Và hành trình phá vỡ những rào cản đối với người khuyết tật vẫn luôn cần sự đồng cảm và chung tay từ phía cộng đồng.